Con giả sát luôn cả nhà. Trù dính con vện cha bá lửa luôn quý ơi. Con vện. Ôi vô rồi, vô rồi cả nhà. Hàng khủng rồi, con này cá ký hơn rồi. Thôi, đặt lại tiếp tục cả nhà ơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Rồi, tiếp tục hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm cái lùng vẫy cả nhà ơi. Thì hôm nay đi với anh Quý. Không, anh Quý anh chạy anh đầu đó anh chưa tới. Giờ Tùng ngồi đây Tùng chờ Quý tới đây đi thăm cái lùng bẫy nha. Thì dưới khu vực này thì Tùng có gài hai cái nè cả nhà. Bên cái gò Ma Dương đó đó. Thì ở đây thì dưới cái khu bên đây là thuộc về khu bên Tân Tập nha. Tân Tập là của Long An. Đó. Là Tùng xuống khu Tân Tập Long An nè. Để đi thăm mấy cái bẫy gài dưới đây nè. Khu này thì cũng có một cái hai cái gì đó cả nhà. Tùng rút luôn để chạy tốn tiền xăng. Sợ không có dính nha. Thì trước khi đi thăm bẫy thì cho Tùng xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ nha cả nhà. À, chờ anh Quý tới. Anh Quý đang chạy đằng kia tới. Trên tuyến đường đó. Rồi, giờ thì Tùng sẽ ốp máy và tiến hành đi thăm hai cái bẫy ở đây, có dính thì Tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, ở đây thì Tùng có gài một cái hổm dính một con. Con hành nó bị cắt đầu. Hôm nay trở với lại đây thăm cái này thử coi sao. Mấy kia mưa quá ngon quá im rồi cả nhà. Để có cái xe kia. Ui trời, có con gì vừa không. Trời, con chuột nó giả sát luôn cả nhà. Trù dính con vện cha bá lửa luôn quý ơi. Con vện. Ôi vô rồi cả nhà. Hàng khủng rồi, con này cá ký hơn rồi. Thôi, đặt lại tiếp tục cả nhà ơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Điểm này quá im luôn. Rồi, tiếp tục nha. Tưởng đâu là nó ấu con chuột của Tùng nó chết này nè, nó không phải nha cả nhà. Này, tưởng chết nhưng mà không phải. Dính được hàng khủng rồi cả nhà. Đi, trời ơi con vện. Quá là khá là im luôn, chà bá lửa luôn. Con này cỡ 1,1-1,2. Cầm thử coi nặng dữ lắm quý ơi. Quay qua đây nè. Thú quá, thấy không? Con này nó vô cũng nay cũng ba bốn bữa rồi. Quá im rồi cả nhà ơi. Có hàng khủng rồi nha. Nè. Nhà thấy góc hành của nó không? Chụp bá lửa luôn nè. Tiếp nè. Gài đây cũng khá là im, khá là có lý nè. Nhưng thấy con chuột còn luôn như thế này. Chưa chạy cả nhà, chưa hứa nó. Tùng cũng neo đây luôn nha. Ơi nặng tầm chắc nửa ký con ngựa nghe cả nhà. Rồi nó Tùng đặt lại đặt cái bẫy vào. Đơn giản cả nhà. Rồi. Cua hả? Con gì? Chích hả? Đây là con cái con ngựa này. Tiếp tục. Sẽ quay cho cả nhà xem nha. Con này tầm nửa ký luôn. Trời mưa này vắng nó chạy mạnh nè cả nhà. Nãy giờ Tùng thăm ha ba cái mà dính được hai con rồi, con ngựa với con vện ký mấy gì đó, con vện khủng lắm. Cái này thì hổm cũng chạy được con ngựa 1,1 kg. Hôm nay coi sao đây,
Hôm nay có may mắn như đợt khởm không? Ơi, nặng lắm quý ơi. Nặng lắm quý ơi. Vô nữa rồi, vô nữa rồi. Không biết con gì nha. Nó ỉa nữa nè, nó nghe một cái bét này nè. Con hành nó dĩa quý ơi. Trời ơi. Hai con luôn quý ơi. Hai con luôn. Quá trời, cái này nó bự rồi. Cái lồng này nó bự quá rồi. Nó lấy cái kia không lấy. Lấy cái này quá bự. Cái này có hôm mà. Đi hai con hay gì phải không? Cái củ cái lòng nha chàng. Phan. Từ. Đây nè cả nhà. Phân nó ị nè. Cái này chắc là một cặp là cả nhà, con bự con nhỏ nè, nặng dữ lắm nha. Đó. Đây. Còn cái lòng này khoảng tầm hơn 1 kg trở lên á, này là chắc hai con. Để lát về nhà Tùng sẽ mở ra xe coi nhà xem thử nha. Trời ơi, đi. Con cá tiếp theo. Trời ơi. Dính được con hành. Mà không xử được con chuột luôn cả nhà. Để Tùng xử lý ca này cả nhà. Đi ra đây xử lý con chuột. Này. Xử lý cái này luôn. Càng hơi khó. Rồi, vô phòng cái này. Cái này là cái hõm dính con ngựa nè cả nhà. Hôm nay thì sao đây? Ui, giờ nghe phèo. Con chuột của mình nó còn không đây? Rồi, con chuột còn cho lúa nó thôi cả nhà. Thì Tùng gài ở đây nè cả nhà. Cắt cỏ trống lỏng luôn, bảy còn không? Còn bảy còn cả nhà. Mà không biết có dính hay không đây nha. Khui hàng. Dạ, gài không. Tâm vô tay. Ơi. Nhà phèo à cả nhà ơi. Rồi con chuột còn luôn. Cái này Tùng rút đi luôn nha. Rút đi để làm bẫy xe cua. Cái bẫy thì thấy còn nha, cứ dính này không gai quá thì gai cả nhà. Dạ. Thấy du rồi đó nha. Du luôn. Con còn luôn. Ôi con gì đó. Con gì nó bay cái đung hết thòn cả nhà. Rồi tới cái điểm cái bẫy này. Gài này cũng hai quả là có Tùng rút luôn. Không thấy con gì hết. Rút luôn cả nhà. Nguyên luôn. Khu này không có vắng nha. Chứng tỏ khu này hết vắng. Con hai ba lạng. Con sẽ đặt lại nha. Đây con nữa. Con này tầm hai lạng mấy hai lạng. Cái này thì cũng khá im, nó chạy không được.
Trời ơi, con ngựa luôn, banh ra thấy ngựa luôn. Bự Đó, tung đùng 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 đó. Con ngựa này. Mới vô nó mới ăn con chuột luôn. Bụng còn nó nưỡng. Để đặt lại. Cái này nhỏ. Im ghê luôn, không có hành chạy đó. Con này cũng bự quá. Ừ, ký sâu loạn. Ta cái tiếp theo luôn cả nhà. Con này thì tổng còn 3 cái nha. 3 cái 4 cái gì đó. Là hết cái luồng bẫy này luôn. Rồi, tới cái tiếp theo luôn. Cái tùng gài ở đây, ngay cái đám cỏ này. Hy vọng là mấy cây mưa bữa nay là có rắn nó chạy cái điểm này. Vô nhà phèo luôn. Còn con chuột luôn. Rồi, đặt lại luôn. Điểm này quá ngon, không có ta. Không chạy. Không, không có. Hy vọng cái trong đây có nè. Hy vọng cái trong cái tre này có dính hàng khủng. Cái tre này quá im. Ủa giờ cái lồng đâu rồi? Trời ơi sao nó lâu đến tới kia rồi? Trời ơi xảy con rắn rồi. Xảy hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao mà xảy được? Nó lâu đi dục tới đây luôn nè. Mà nó đang ăn không được con chuột nè. Ý là nó vô quá hả? Ừ. Chắc con này vô là chắc bự lắm, nó ăn không được hết chứ nha. Nó vô nè, nhưng mà nó giúp không được con chuột. Con chuột còn luôn, cầm cái này đi. Thế cái lồng lớn này vô. Chắc con rắn này chắc nó bự á. Ừ đúng rồi. Ngựa nữa gì đây nè. Nghe lục cục luôn. Đây sao ngựa mini nhiều quá ta. Trời con ngựa này con. Con này lạng mấy à, con này về trời bắt ra luôn. Con này vô cũng nay cũng 2-3 bữa. Nó vô nó xử con chuột luôn. Ăn ỉa phân đầu này quá trời luôn. Con này chừng 200 gram. Rồi. Đây là hết luôn cái luồng bẫy luôn nha cả nhà. Về thì Tùng sẽ quay thành quả hôm nay dính dắn cho cả nhà cùng xem nha. Trời cũng khá là. Hôm nay nắng dữ dằn bà. Quay đây đi. Có trái bí bự nè. Trời ơi, đã không? Đây mình gần lại làm tấm hình rồi nè. Bây hôm nay đi thăm được như đây nè cả nhà. Được một con dơn nè. Quá đã luôn. Cái lồng này thì không biết mấy con nha. Sáng thăm chỗ này như 2-3 con gì trong đây. Rồi bây giờ Tùng sẽ bắt ra. Bắt xong rồi Tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Hai em. Đây.
đây được hai con rồi nha. Tới bên đây coi. Lòng này mấy con nào mới về ta? Hả? Từ nào mới về? Tới cũng qua mượn bà nội ra. Có bà nội rảnh không? Mượn nội đi chịu trả. Từ đó giờ đặt lọt khỉ lực mới được lòng được ba con nha cả nhà, ba con hành luôn rồi nè, hai ba con gì trong đây này, để Tùng bắt ra thử mấy con nha. À, được con hai ba con gì nè cả nhà ơi, quá trời đã rồi. Con này nó dài, một con chạy dân con nữa. Hiếu ơi, ra tới hai con ở đây ra được con nhắn nhất. Ô đã rồi ta, ừ, con nhắn nhất nè cả nhà, lòng được ba em nha, con này hết nổi à, được con nhất quý lại chung một tập hồi nãy hả? Ừ. Ôi con nặng này không anh, con vợn này lấy căng thử nó ta, bây giờ căng thử cái con vợn này, ơ căng hữu hành này coi bao nhiêu, bắt con vợn bỏ vô là biết nó nặng bao nhiêu liền. Đấy. Cấm luôn mười ngàn cho hả? Chục lẻ không? Mấy chục? 82. Rồi sáng giờ Tùng sẽ đi thăm bẫy thì được nhiêu đây nè cả nhà. Con dê này bắt nó ra muốn làm ghẻ nè. Rồi được nhiêu đây nha, nhiêu đây đụng mấy bao nhiêu ký đây, bốn ký mấy, năm ký gì đó cả nhà, 4 ký 1, còn 4 ký. Rồi cho Tùng xin kết thúc cái video, hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha.